Việt Việt Support Benjamin kính chào quý vị. Sẽ đi qua nước Anh thăm viếng thủ đô London với nhiều cái tòa cổ kính rất là cao to mà vượt bao nhiêu thời gian. Cùng cái đồng hồ Big Ben, cung điện cổ Buckingham Palace, vân vân, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem nha. Before COVID, that was a nice place to go with the bars and the cầu treo bắc qua cái dòng sông trong rất là thoải mái, từ trên cao nhìn xuống. Trưng bày gia với rất nhiều kệ sách quý giá được trồng lên cao, thiệt là cao, trông rất là uy thế. Khu khách sạn rất là đẹp, nó được thành lập từ năm 1873 và bây giờ nó mới vừa xây thêm một phần nữa mới. Ở đây gần các cái điểm cuối cùng của một số ga đường sắt đến từ các nước châu Âu như là thủ đô Paris, thủ đô Brussels, Amsterdam của Hà Lan đến đây cho nó rất là tiện lợi. Đây là khoai tây chiên chấm vô sốt, sốt ăn đồ luôn, giòn đó. Gì xúc xích cá cũng giòn. Ngon quá, rất ngon. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Phòng trưng bày quốc gia là Galerie Nationale, có ghi ở trên đó ha, là một viện bảo tàng ở London. Nơi đây đã lưu giữ một di sản nghệ thuật có rất nhiều bức tranh có niên đại từ khoảng năm 1250 đến năm 1900. Mình đi vô đây mình xem được nha, mình có xem ở trong đây với chụp hình quay phim đồ mà mình không có đăng mấy cái ảnh đó lên. Tác phẩm nghệ thuật quý giá đó mình vô đây mình xem được. Những bức tranh này á, có một số là xem như là đẹp nhất trên thế giới, có thể chiêm ngưỡng, chúng ta có thể chiêm ngưỡng một cách thích thú. Bên ngoài á, là cái quảng trường Trafalgar, nó có hai mấy cái cua nước đó, nó rất là đẹp. Công viên Hyde là công viên lớn nhất ở trung tâm của London. Nó cũng là một trong 9 công viên của Hoàng gia Anh ở thủ đô London này ha. Với chiều dài là hơn 2 km, rộng là khoảng cũng 1 km. Rồi cái diện tích riêng của cái công viên này là tới 140 hectare. Với rất nhiều cây xanh đẹp đẽ thoáng mát để đi dạo. Điện Westminster hay còn gọi là tòa nhà quốc hội của Vương quốc Anh là một khu rất là đẹp bên dòng sông Tamise. Cùng với đó là một cái tu viện Westminster và cái nhà thờ St. Margaret. Đặc biệt cái điểm nổi bật ở đây là cái đồng hồ Big Ben và một cái chuông khổng lồ ở trong đó đó. Cái chuông nặng khoảng 13,5 tấn. Một khung cảnh lộng lẫy tuyệt đẹp ở một bầu trời hoàng hôn. Chúng ta sẽ thấy cái màu đỏ của mặt trời nó chiếu xuống ở dưới cái dòng nước, rất là thơ mộng.
với cái anh lính mặc bộ đồ quân phục rất là oai hùng. Đây là phong cảnh uy nghi tráng lệ của cung điện Hoàng gia Anh. Một hai, một hai, một hai. Một hai, một hai, một hai. Nous sommes près du Big Ben et du Sky Garden. London Eye, sorry. Ouais, let's go. This is called London Bridge City and it all belongs to the Quetta royal family. Under the archway on the right there, a place called Hayes Gallery. Before COVID, that was a nice place to go with the bars and the restaurants. I'm not sure how many have reopened. But on the left here, the elegant building. Ô, trong những cái cabin này để leo lên cái vòng xoay á, là mình sẽ nhìn được cái toàn cảnh đẹp hùng vĩ, cảnh đẹp bao la của thủ đô London với chiếc cầu bắc qua sông, chiếc cầu rất là đẹp luôn á. Nhà thờ, đồng hồ Big Ben, thủ đô London trông rất là quý phái, xa xưa, cổ kính. Cái bộ xoay để leo lên nhìn toàn quang cảnh tráng lệ uy nga của thủ đô London được thành lập năm 2000 với chiều cao 135m và đường kính 120m, rất là đẹp quang cảnh của thủ đô London. Tiền của cái quán cà phê Harcourt ở London này, thấy không? Cái quán cà phê nổi tiếng lắm mà bên đó. Có cái đèn. Đây là quán trà ha. Quá đẹp luôn, mua từ Buckingham Palace là bên nước Anh á, ở thủ đô London á. Gần 13 bản Anh là dưới 400.000 tiền Việt. Hai cái đồ để đọc sách, đọc sách mình nhét vô. Chai bơm, chai bơm hiểu lấy đi mà về từ bên Anh. Và bánh này rất là ngon ở bển này. Bánh cookie này mình có làm nha, mình có làm ở trong cái
Trời ơi, mà nghe nói ngon dữ đó. Để ăn thử cái nha. Quá đã rồi. Thơm béo quá. Béo. Có cái tiệm nè, MS Food. Đây, cái này cái khác nữa. Giờ đặc biệt đây là đôi giày này sản xuất ở bên Việt Nam, nhưng mà bên Bỉ này mua mắc hơn bên đó nữa. Bên đó là giày quá đẹp luôn, thấy không? Giá của nó là 100 bao. Bản Anh á là khoảng 3 triệu tiền Việt. Ở bên nước Bỉ này nó mắc hơn dữ lắm. Tất ổng mua nè, sản xuất ở Anh luôn. Ok, thấy không? Dạ, một cái dù. Đó, cái dù có lá cờ Anh luôn nè, thấy không? Đẹp chưa? Cái dù tới gần 15 bao. Dù gần 15 bao là gần 450.000 ha. Khoảng đó. Mua trong Buckingham Palace đàng hoàng nha. Kênh Việt Support in Belgium chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn của chuyên gia ẩm thực có bằng cấp với các hương vị mới lạ, hấp dẫn, đẹp đẽ của châu Âu cũng như của nước Việt Nam. Em cũng làm nhiều bài thơ là kỷ lục gia Mini Tiki, chuyển tải những cái tình cảm dịu dàng nhẹ nhàng qua những quang cảnh đẹp ở châu Âu của những mùa xuân, mùa hè, vân vân, mùa thu, mùa đông. Bên cạnh đó thì em cũng làm một số cái thiện nguyện do tự em chi phí vào các ngày lễ hội. Do đó mà mình đăng ký kênh theo dõi nếu thấy thích thú và bấm chuông để thấy những cái thú vị của kênh em. Kính chúc quý vị ngày an lành, mạnh khỏe, công việc làm đầy tràn trề năng lượng. Việc Sports in Belgium.